Nếu bạn muốn thưởng thức một vở nhạc kịch chân chính nhất đêm nay thì bạn chỉ còn một cơ hội duy nhất là tập trung theo dõi chương tiếp theo của vở đại nhạc kịch FPT Rhapsody, chương 6, khúc 1/4 bi tráng, được phỏng theo vở nhạc kịch hay nhất châu Âu, nhà thờ Đức Bà Paris. Người ta thường nói, đằng sau tấm huân chương là một mặt trái xù xì, đằng sau vinh quang là những giọt nước mắt, sau khi lên đỉnh là sự thở dốc buông trôi. Nếu Victor Hugo đã lột tả được những số phận nghiệt ngã ẩn sâu trong nhà thờ Đức Bà cổ kính, thâm nghiêm của Paris hoa lệ, thì những nghệ sĩ FE lại hé lộ cho chúng ta thấy một khúc bi tráng bên trong tòa lâu đài nguy nga mà FPT đã xây dựng ngót 1/4 thế kỷ. Nếu như những đường nét gồ ghề trên cơ thể Quasimodo là mảnh ghép hoàn hảo cho nhà thờ Đức Bà, thì thần thái của Gia Bình chưa chắc đã phản ánh đúng tinh thần FPT. Khúc bi tráng mở màn bằng một giọng tenor cất lên cao vút trên nền bản Le Temps de Cathedral, thể hiện nỗi khắc khoải tâm tư của người FPT khi nhớ về hương vị của sự tăng trưởng đã bị chìm vào quá khứ. Khúc đoạn ca At the End of the Day gióng lên hồi chuông cảnh báo sự lãnh cảm đối với chiến thắng của người FPT. Những cuộc chuyển giao lãnh đạo, những lần tái cấu trúc diễn ra liên miên, dai dẳng như cuộc rượt đuổi tình yêu vô vọng giữa các nhân vật của Victor Hugo. Vẻ đẹp rực rỡ của nàng Esmeralda tưởng như điểm sáng duy nhất của vở nhạc kịch, nhưng chính vẻ đẹp dị biệt này lại khiến nàng phải chết trong sự vô cảm của những kẻ cuồng si. Người ta tự hỏi liệu văn hóa Stucco có cùng chung số phận như nàng khi 25.000 con người đang hùng hục chạy theo doanh số. Vâng, nếu đêm nay bạn cần những phút suy tư, chăn trở, dày vò, sám hối, xin hãy đắm chìm vào chương 6, khúc 1/4 bi tráng do nhà hát FE trình diễn. Vương quốc FPT năm 1309. Giao thương suy thoái, áp lực tăng trưởng mỗi năm một nặng. Vua Chương Đệ Lục liên tục chiêu hiền tài về mở rộng lãnh thổ. Tái cấu trúc diễn ra khắp nơi. Các bá tước, công hầu chóng mặt vì sự luân chuyển. Sức đã xây nên em về đây vững chãi trong bể dâu, cùng thế giới thích nghi đổi thay, cùng nhau vượt qua bao nhiêu vực sâu thác núi trong ngày, quyết sống không sợ ai, tôn vong chính nơi hai bàn tay. Ngày dài tuyệt đã hết nhưng ta trông như một năm dài. Và giờ làm nên đã hết nhưng không ai có thể mừng. Một cuộc chiến chưa hề ngừng, nền kinh tế nát bét đang cầm lưng. Ngày đã hết nhưng chưa thể dần dần lấy chi cho cùng. Một ngày dài không có khách hàng. Một ngày dài tuyệt đã hết nhưng ta coi như một đêm dài. Đi vượt vào trong bóng tối không thể nào thấy mặt trời. Mà lên xuống vẫn không nghỉ ngơi, mà các xe vẫn ngơ như bỏ rơi. Từ con suối sẽ biết trở về đâu với anh Gia Bình. Một ngày dài không ai thương mình. Một ngày dài tuy rất vất nhưng con tim ta nhiều chân tình. Cùng một lòng ta cố gắng đêm đam mê xây dựng đời. Vượt sóng gió quyết chi thiên đề. Vượt trời âu ta vẫn quyết đi. Dù tân sáng đã quá lấp lén. Và cũng đường tháng dư vẫn không mềm. Và một đống hoa nơi đây tay. Lúc lên bước chưa qua ngày. Làm cái gì đấy? Không có tập 13 tháng 9 đâu nhá. Tuyển sinh thì phọt phẹt và suốt ngày mở hội đàn đúm vui chơi. Năm nay là phải giữ chân khách hàng bằng mọi giá. Tập trung vào việc đi, đừng có mà vớ vẩn. Dạo này là lười lắm đấy nhá. Quay lại làm việc hết cho tôi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin hãy chấp thuận về với tôi nào, Esmeralda. Nhân viên xung quanh tôi coi như anh em, nhưng năm nay công ty đang lao đao, cần phải cải cách. Mời về người hay giảm bớt hợp đồng lưu niên. Nhưng anh em đã hăng say rất cố gắng trong năm qua, không ăn lương khi overtime, không chơi giang, không ăn gian. Vậy thì tại sao hợp đồng lại thôi? Chẳng nhẽ cho vui. Yeah.